là bóng cô bơ mẫu đặt tên na, là bóng má cô bơ lên cầu xuống dòng ma về tòa thoại cung. Vành vành sức động mà thoại cung tiền thanh nhi sinh cô ra mẫu đặt tên là hiệu cô ba lên tâu cô xuống dọc cô về tòa xuống động mà thoại cung. Động thoại cung đi nào ai dám sánh tay thiên ngoại hàn sơn tử
chùa đền An Sơn con đời tiếng hò hoan dô hoa chân chú bước xuống thuyền hoàn quán hò hoa phách nhất cô cầm lại dô hoa phách hai cô giữ nhịp mở lại phách ba cô mở treo quán dô treo cô mở lái xa quán dô treo từ quán hò đền An khác treo ra quán dô qua bên phóng một người bên kia cô tắm trẻ hò bạn số những núi cùng dưới khe lại hò tới chầu bà đại tứ gian quán hò sắm mái cô trèo ra ngã ba sông đó lên quán hò lệnh cô mới chuyển ra quán hò nam bắc rồi tây đông người cảnh xin cô hoàn tử hò bạn số không ai dày dám ta cô chào quý chào quý buồn lo quan sơ cô chào lên trên ngàn quan cát hò hái quả mới đào tiền hò quan sơ đem về mà dần dần tiền hoan lại cô cha mà động đinh quan sơ ngược dòng cô chào ra quan sơ mười hai là cửa về để sao chưa quan du cô mới lên đánh đánh quan hò một chiếc thuyền rồng quan du lá cờ mà cờ đỏ cờ vàng mà vua phong quan du tiên cung mẹ xào xa quan du từ huế đồ sơn quan hò vào đền ông sáu quan du bay mũi mà trèo vào quan hò tứ đền bà đế quan hò sang đền là bà quan hò lên miền đỗ thượng quan mà treo về tới bản đền ấy quan quán du là đền cô chi quan quán du cô bơ cô ngược đồng quan quán hò thuyền rằng đã tới quan lại hò đã tới bến xa quan quán du tây tiên cô gắng mãi gắng mãi mà trèo bơi mà thuyền rằng đã tới bến sáng rồi cô ơi tây tiên cô gắng mãi trèo bơi trong cung quan quan rước cô mừng bà đến quan hò du ơi
cho khắp mến đâu đâu ngày 12 tháng 6 ngày 12 tháng 6 nhớ rủ nhau sắm lễ tìm về cô độ cho ơi độ cho mà buôn bán đủ trăm mà để nhớ 12 tháng 6 ngày 12 tháng 6 sắm lễ về ba bông lễ kính dâng đi kính dâng lên trước cửa ban công đồng lên trước cửa ban công đồng ngày sơ loan